Chị hai của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh bàng hoàng báo tin tang sự giữa đêm, cộng đồng mạng đau xót chia sẻ. Những ngày qua, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vướng vào ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng khi 5 lần 7 lượt bị nữ đại gia gọi tên lên mạng xã hội. Sự việc này xuất phát từ việc vợ ông Dũng Lò Vôi muốn nam danh hài ra mặt và trần ông Võ Hoàng Yên sau khi chữa bệnh. Tuy nhiên, việc Hoài Linh giữ im lặng cộng thêm phản ứng gay gắt của một số người nổi tiếng khiến bà Nguyễn Phương Hằng bức xúc. Trong các livestream gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục nhắc đến Hoài Linh với thái độ khó chịu, thậm chí dùng những lời lẽ không hay, dư luận vẫn đang cập nhật tình hình xoay quanh drama giải tập này, đồng thời chú ý nhất cử nhất động của những người thân cận với Hoài Linh. Danh ca Hương Lan là một trong những người được chú ý khá nhiều. Bởi lẽ, bà có mối quan hệ thân thiết với Hoài Linh. Như chỉ ruột, tình cảm Hoài Linh dành cho danh ca Hương Lan vốn rất được khán giả biết đến, ngưỡng mộ. Theo dõi trang fanpage của danh ca Hương Lan, bà không đưa ra bất cứ quan điểm nào về vụ việc ồn ào của Hoài Linh. Động thái này được đánh giá là khôn ngoan bởi thời điểm nhạy cảm, dù lên tiếng thế nào cũng rất dễ gặp phải những ý kiến trái chiều của dư luận, nhất là khi chính Hoài Linh cũng chưa ra mặt. Tuy nhiên, tối muộn ngày 13 tháng 5, một bài đăng báo tin buồn của danh ca Hương Lan gây xôn xao không kém. Cụ thể, chị hai nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh bàng hoàng khi biết tin một người thân quen vừa qua đời, chính là thân mẫu của đồng nghiệp, vừa ra đi cách đây vài ngày, Hương Lan buồn bã gửi lời an ủi đến gia đình người đã khuất. Dưới bài đăng, cư dân mạng cũng bày tỏ sự đồng cảm, liên tục chia buồn với danh ca Hương Lan và gia quyến. Điều đáng ghi nhận, mọi người không ai nhắc về vụ việc nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Trong khi đó, dưới bài đăng của nhiều người nghệ sĩ, người thân quen nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh lại xuất hiện khá nhiều bình luận như vậy.